Đôi khi gió nhẹ thoảng qua, đảo lộn cuộc sống khiến ta buồn lòng. Dòng đời vẫn đục khơi trong, ai ai cũng muốn cầu mong an lành. Nhiều lúc quý sửu khóc than, tiếc cho duyên kiếp gian nan sự đời. Khổ đau chẳng nói nên lời, chôn vùi thầm kín kêu trời thấu chăng. Nhân quả phán xét công bằng, luật trời định số biết rằng khó qua. Nhưng đời ai muốn xót xa, cầu mong an lạc đó là đương nhiên. Dấu hiệu phát tài tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 đón vận may tài lộc, giàu lên nhanh chống tháng 10 âm lịch. Quý vị thân mến, người xưa có câu sinh tử hữu mệnh phú quý, tại thiên trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì cưỡng cầu cũng không được. Tuy nhiên cũng có câu, đức năng thắng số nếu chúng ta sống ngay thẳng. Đức độ, làm những việc thiện lành thì chắc chắn sẽ nhận phúc báo điều khiển được số phận. Vận mệnh cũng trở nên tốt đẹp hơn. Khi xem tử vi cho 12 con giáp, thầy tử vi có chỉ rõ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 là con giáp có nhiều thăng trầm. Nghèo khổ vất vả triền miên khi còn trẻ, nhưng nhờ ăn ở hiền lương, chăm làm việc thiện mà được quý nhân phù trợ về trung và hậu vận, cuộc sống an nhàn, sung sướng, con cháu đầy đàn, gia đạo an khang, tiền vàng ngập két. Đặc biệt trong tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi của năm Giáp Thìn 2024 tới đây, nếu bản mệnh chú ý ba điều sau của phúc tự tâm, đảm bảo đã giàu lại càng giàu, phúc phần lên hương, trăm đường sung sướng. Vậy chi tiết ra sao, xin mời quý vị, vị và anh chị cùng chú ý theo dõi hết video ngay sau đây nhé. Dấu hiệu phát tài tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 đón vận may tài lộc, giàu lên nhanh chống tháng 10 âm lịch. Khi tháng 10 âm lịch đến gần, thiên nhiên dường như bước vào giai đoạn chuyển mình đầy thi vị, khoác lên mình một tấm áo vàng ươm của những chiếc lá cuối thu. Cơn gió se lạnh đầu mùa mang theo hơi thở nhẹ nhàng, phả vào không gian sự yên bình và tĩnh lặng. Từng chiếc lá vàng rơi khẽ, tựa như thời gian đang dần trôi qua chậm rãi, lắng động lại những cảm xúc sâu lắng của mùa thu. Đó là khoảnh khắc giao thoa giữa cái cũ và cái mới, khi những kỷ niệm ấm áp của một mùa đã qua vẫn còn vấn vương, nhưng đã bắt đầu nhường chỗ cho những dự định, khát vọng mới. Tháng 10 không chỉ là khoảng thời gian để lắng lại, cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên, mà còn là lúc mà người tuổi Quý Sửu có thể suy ngẫm về con đường mình đang đi. Đây là thời điểm để tái tạo năng lượng, tìm kiếm cơ hội và vươn mình hướng tới những tầm cao mới. Mỗi ngọn gió thu không chỉ là dấu hiệu của sự thay đổi, mà còn là lời nhắc nhở rằng, với sự nỗ lực không ngừng, mỗi ước mơ rồi sẽ đến gần hơn với tầm tay. Người tuổi Quý Sửu sẽ có cơ hội tìm thấy những điều mới mẻ, những cơ hội đổi thay, và nếu biết tận dụng, thành quả xứng đáng chắc chắn sẽ đến. Chúng tôi, đội ngũ của chương trình Phúc Tự Tâm, xin gửi đến quý cô bác tuổi Quý Sửu những lời chúc tốt đẹp nhất trong tháng này. Chúng tôi không chỉ mong bạn có được sức khỏe dồi dào và hạnh phúc viên mãn, mà còn hy vọng rằng bạn sẽ gặt hái được những thành công vang dội trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tháng 10 là cơ hội để tái định hướng, để tiến về phía trước với niềm tin vững chắc rằng mọi cố gắng sẽ được đền đáp và tương lai tươi sáng đang chờ đón phía trước. Đặc trưng tính cách tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Cuộc đời mỗi con người như một cuốn tiểu thuyết với những chương hồi đầy sắc màu, chứa đựng không ít niềm vui lẫn thử thách. Đối với những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, cuộc hành trình ấy dường như mang theo sắc thái đặc biệt, với những khúc quanh đầy thử thách và cả những chặng đường gian truân. Nhưng điều khiến họ khác biệt chính là bản lĩnh kiên cường, sự bền bỉ và một trái tim cháy bỏng đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn trên con đường đời. Người tuổi Quý Sửu nổi bật với tính cách điềm đạm, sâu sắc,
Họ không phải là những người thích tìm kiếm sự chú ý, mà thường chọn cho mình con đường yên lặng, ẩn mình để chiêm nghiệm và khám phá giá trị đích thực của cuộc sống. Sự cần cù, chăm chỉ chính là những nét đặc trưng nổi bật trong tính cách của họ, giúp họ có khả năng vươn lên trong mọi tình huống khó khăn nhất. Với họ, thành công không phải đến từ may mắn, mà là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Dù cuộc sống đôi khi khắc nghiệt và đầy rẫy những thử thách, họ luôn kiên trì với mục tiêu và giữ vững niềm tin vào chính mình, vào tương lai mà họ đang theo đuổi. Tuy nhiên, con đường đời của người tuổi Quý Sửu không hề bằng phẳng. Ngay từ khi còn nhỏ, nhiều người trong số họ đã phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế, buộc phải lao động sớm để phụ giúp gia đình. Những ngày tháng vất vả ấy như những viên đá mài dũa, giúp họ trưởng thành, tôi luyện được ý chí và nghị lực phi thường. Họ không ngại những công việc nặng nhọc, vì họ hiểu rằng, chính trong sự nỗ lực và không ngừng vươn lên, cuộc sống mới có thể trở nên tốt đẹp hơn. Họ đón nhận mọi thách thức với một tinh thần lạc quan, xem đó là những bài học quý báu mà cuộc sống đã ban tặng. Không chỉ chịu những áp lực về thể chất, người Quý Sửu còn phải đối diện với vô số thử thách về tinh thần. Những thất bại, những quyết định sai lầm có thể khiến người khác gục ngã. Nhưng đối với Quý Sửu, đó chỉ là bước lùi tạm thời. Họ biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, luôn nhìn nhận sai lầm như một cơ hội để học hỏi và trưởng thành hơn. Đó là lý do mà qua từng năm tháng, họ càng trở nên vững vàng, với một tư duy tích cực và sự hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống. Một trong những đức tính quý báu của người tuổi Quý Sửu chính là sự trung thành và đáng tin cậy. Họ luôn đặt tình cảm và các mối quan hệ lên hàng đầu, không ngại hy sinh bản thân để bảo vệ những người họ yêu thương. Tình bạn, gia đình và các mối quan hệ trong công việc đều được họ gìn giữ một cách chân thành. Tuy nhiên, chính sự tận tâm này đôi khi khiến họ trở nên dễ bị tổn thương, đặc biệt khi những giá trị của họ không được người khác đánh giá đúng mức. Nhưng với họ, tình cảm và lòng trung thành vẫn luôn là điều không thể đánh đổi. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, những nỗ lực không ngừng nghỉ của người tuổi Quý Sửu cuối cùng cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Họ không chỉ tìm thấy sự thăng hoa trong sự nghiệp mà còn xây dựng được một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Dù phải đối mặt với biết bao khó khăn, nhưng chính những trải nghiệm ấy đã khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn, hiểu biết hơn. Họ biết cách trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời, không ngừng khát vọng hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Khi đã đi qua nhiều biến cố, họ sẽ nhận ra rằng những thử thách không phải là điều đáng sợ, mà ngược lại, chính chúng đã làm nên con người họ của ngày hôm nay một con người với bản lĩnh vững vàng, trái tim rộng mở và tinh thần kiên định. Cuộc sống của người tuổi Quý Sửu, qua những chương hồi đầy khó khăn và gian truân, là minh chứng cho sức mạnh tinh thần và ý chí phi thường. Họ đã trải qua biết bao thử thách, nhưng chưa từng gục ngã. Ngược lại, chính những khó khăn ấy đã làm sáng tỏ sự kiên cường và tạo nên một cuộc đời đáng tự hào. Đến một lúc nào đó, khi ngoảnh đầu nhìn lại, họ sẽ thấy rằng mọi gian truân đều là những món quà quý giá, giúp họ trở thành con người như hôm nay không chỉ thành công về vật chất mà còn đạt được sự bình an trong tâm hồn. Đó chính là bản giao hưởng của cuộc đời họ, một bản giao hưởng đầy cảm hứng, truyền tải thông điệp về niềm tin, hy vọng và sự quyết tâm không ngừng nghỉ. Một cuộc đời không chỉ đơn thuần là chinh phục thành công, mà còn là hành trình tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa sâu xa từ những trải nghiệm cuộc sống. Sau đây là đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch, thời điểm giao mùa, mang theo những làn gió mới, nhưng đồng thời cũng đưa đến nhiều thử thách không nhỏ cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Với bản chất kiên nhẫn, điềm tĩnh và sự ổn định vốn có, họ thường vượt qua nhiều sóng gió.
nhưng tháng này lại đặc biệt chứa đựng những biến động đáng chú ý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào bốn khía cạnh quan trọng trong vận trình của họ: công danh, tài chính, gia đạo và sức khỏe. Bắt đầu với công danh sự nghiệp, tháng 10 âm lịch báo hiệu một giai đoạn không mấy suôn sẻ. Sự xuất hiện của sao La Hầu, một trong những sao xấu trong tử vi, mang đến những căng thẳng và xung đột trong môi trường công việc. Mặc dù người tuổi Quý Sửu thường được biết đến với bản tính cẩn trọng và kín đáo, nhưng áp lực công việc trong tháng này có thể khiến họ cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Những thay đổi trong công ty, sự xáo trộn về nhân sự hay sự xuất hiện của các dự án mới đòi hỏi sự nhạy bén và linh hoạt trong ứng xử. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, họ cần giữ cho mình một tinh thần lạc quan, đồng thời nên học cách lắng nghe nhiều hơn, im lặng quan sát để hiểu rõ bản chất vấn đề trước khi hành động. Những mâu thuẫn với đồng nghiệp có thể xảy ra, nhưng nếu biết cách kiềm chế và khéo léo trong giao tiếp, họ sẽ dễ dàng hóa giải được mọi khúc mắc. Đây cũng là thời điểm để họ rèn luyện khả năng ứng phó linh hoạt với các tình huống bất ngờ. Về phương diện tài chính, tháng này cũng không mấy thuận lợi khi sao Kình Dương xuất hiện, mang theo những rủi ro tài chính. Người tuổi Quý Sửu có thể gặp phải những khoản chi tiêu bất ngờ hoặc các quyết định đầu tư không mang lại kết quả như mong đợi, khiến họ rơi vào tình thế tài chính căng thẳng. Đây là lúc họ cần lên kế hoạch chi tiêu kỹ lưỡng, cẩn thận trong từng khoản chi để tránh rơi vào tình trạng khó khăn. Việc đánh giá lại các khoản đầu tư hiện tại là điều cần thiết. Họ nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định tiếp tục hay dừng lại. Tiết kiệm là từ khóa quan trọng trong giai đoạn này, bởi những khoản dự phòng sẽ trở thành cứu cánh quan trọng khi khó khăn bất ngờ ập đến. Đồng thời, sự hỗ trợ từ bạn bè và người thân có thể giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đừng ngần ngại chia sẻ. Đôi khi sự giúp đỡ từ những người xung quanh sẽ mang lại những giải pháp bất ngờ. Gia đạo cũng không tránh khỏi những biến động trong tháng 10 âm lịch. Sự hiện diện của sao Thái Âm có thể tạo ra những mâu thuẫn nhỏ giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là những bất đồng quan điểm giữa các thế hệ. Sự khác biệt trong cách nhìn nhận vấn đề có thể khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Người tuổi Quý Sửu cần đóng vai trò trung gian hòa giải, lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của những người xung quanh để tìm ra tiếng nói chung. Một cuộc trò chuyện cởi mở và chân thành sẽ giúp xoa dịu mọi hiểu lầm. Hãy tạo điều kiện để gia đình cùng tham gia vào các hoạt động chung như nấu ăn, dã ngoại hay trò chuyện thư giãn. Bởi những khoảnh khắc này không chỉ giúp hàn gắn mối quan hệ mà còn tạo ra những kỷ niệm đẹp và giá trị. Cuối cùng, sức khỏe là yếu tố mà người tuổi Quý Sửu cần đặc biệt chú trọng trong tháng này. Sự tác động từ sao Thái Âm không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn gây ra các triệu chứng về sức khỏe như căng thẳng, lo âu hay các vấn đề về tiêu hóa. Áp lực từ công việc và cuộc sống khiến họ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức. Để duy trì sức khỏe tốt, họ cần thiết lập một lối sống lành mạnh hơn, bắt đầu từ việc tập luyện thể dục thường xuyên. Các hoạt động nhẹ nhàng như yoga, thiền định hay đi bộ sẽ giúp họ giải tỏa căng thẳng, giữ cho tinh thần luôn thư thái và cơ thể dẻo dai. Chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng, nên ưu tiên những thực phẩm bổ dưỡng, tránh xa đồ ăn nhanh và các loại thực phẩm có hại cho sức khỏe. Uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp tăng cường sức đề kháng và duy trì sự năng động trong suốt tháng. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch với người tuổi Quý Sửu là một tháng đầy thử thách và biến động. Công việc có nhiều căng thẳng, tài chính không mấy suôn sẻ, gia đình cũng đối diện với những mâu thuẫn và sức khỏe cần được chú ý. Tuy nhiên, nếu biết cách linh hoạt và kiên nhẫn, họ sẽ có thể vượt qua mọi thử thách này. Chính những khó khăn sẽ trở thành những bài học quý giá, giúp họ ngày càng trưởng thành và vững vàng hơn trên con đường đời. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng chính từ những trải nghiệm, những thăng trầm,
họ sẽ tìm thấy giá trị thực sự của hạnh phúc và sự an yên trong tâm hồn. Hãy luôn giữ vững niềm tin, bởi phía sau những đám mây đen, bầu trời luôn sáng rực rỡ và một tương lai tốt đẹp vẫn đang chờ đón họ phía trước. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết 2 tuần đầu tháng 10 âm lịch của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tháng 10 âm lịch là thời điểm chuyển giao mang đến nhiều thử thách và cơ hội cho những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Đặc biệt, 2 tuần đầu tiên sẽ là giai đoạn then chốt, khi mọi khía cạnh trong cuộc sống từ công danh, tài chính, gia đạo đến sức khỏe đều có những biến động đáng chú ý. Để vượt qua và nắm bắt cơ hội, người tuổi Quý Sửu cần linh hoạt và sáng suốt trong từng bước đi. Tuần đầu tiên của tháng, người tuổi Quý Sửu sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong công việc. Sao La Hầu mang theo ảnh hưởng tiêu cực, khiến công việc trở nên áp lực, căng thẳng. Những bất đồng với đồng nghiệp có thể xuất phát từ việc không đồng thuận trong cách thực hiện dự án hoặc sự phân chia nhiệm vụ không hợp lý. Trong môi trường làm việc, đôi khi những tranh luận có thể bùng nổ. Và đây là lúc người Quý Sửu cần giữ vững bản lĩnh. Họ nên học cách im lặng lắng nghe, chờ đợi thời điểm phù hợp để giải quyết mâu thuẫn, thay vì đối đầu trực tiếp. Điều này không chỉ giúp giảm bớt căng thẳng mà còn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với đồng nghiệp. Chính sự điềm tĩnh và cẩn trọng vốn có của tuổi Quý Sửu sẽ là chìa khóa giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sự khéo léo trong giao tiếp, khả năng thuyết phục và giải quyết xung đột sẽ mang lại sự ổn định trong công việc. Đừng ngại nhờ cậy sự giúp đỡ của đồng nghiệp hay cấp trên nếu cần thiết, bởi những mối quan hệ tốt sẽ trở thành cánh tay đắc lực giúp họ vượt qua giai đoạn này. Trong lĩnh vực tài chính, tuần đầu tiên của tháng cũng sẽ mang lại không ít lo âu. Sao Kình Dương chiếu mệnh có thể khiến những quyết định tài chính trở nên khó khăn. Người tuổi Quý Sửu sẽ phải đối mặt với những khoản chi tiêu không mong muốn hoặc những rủi ro từ các khoản đầu tư. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mạo hiểm. Họ cần đánh giá kỹ lưỡng trước khi ra quyết định và nên hạn chế các khoản đầu tư mạo hiểm, tránh để cảm xúc chi phối khi tiền bạc đang gặp khó khăn. Lập kế hoạch tài chính chi tiết, ghi chép các khoản thu chi là việc nên làm trong giai đoạn này. Hãy tập trung vào việc tiết kiệm, dành ra những khoản dự phòng để tránh những tình huống bất ngờ. Nếu có cơ hội hợp tác, người Quý Sửu nên hợp tác với những người có kinh nghiệm, tận dụng tri thức và sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình để vượt qua giai đoạn căng thẳng này. Sức khỏe là một vấn đề mà người tuổi Quý Sửu không thể xem nhẹ trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch. Áp lực từ công việc và gia đình có thể khiến họ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và xuất hiện các triệu chứng như mất ngủ, đau đầu hay khó chịu trong cơ thể. Để bảo vệ sức khỏe, hãy chú ý đến việc duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh. Việc tham gia các hoạt động thể dục nhẹ nhàng như yoga, đi bộ hoặc các bài tập thư giãn sẽ giúp họ giải tỏa căng thẳng và giữ vững tinh thần tích cực. Ngoài ra, đừng quên ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung vitamin cần thiết để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng. Một lối sống lành mạnh sẽ giúp người tuổi Quý Sửu đối phó với những áp lực trong giai đoạn này. Trong gia đạo, tuần đầu tiên cũng không mấy yên bình khi có những bất đồng giữa các thành viên trong gia đình. Sao Thái Âm tác động, làm gia tăng những tranh cãi nhỏ nhặt. Đặc biệt là trong mối quan hệ giữa các thế hệ, người tuổi Quý Sửu cần trở thành người hòa giải, thấu hiểu và tìm cách xoa dịu mâu thuẫn. Thay vì chỉ trích hay áp đặt, hãy tạo không gian cho các thành viên trong gia đình bày tỏ suy nghĩ của họ. Một bữa cơm gia đình đầm ấm, những khoảnh khắc quây quần cùng nhau sẽ giúp hàn gắn và tạo dựng sự gần gũi. Điều quan trọng là người Quý Sửu cần chú ý hơn đến cảm xúc của người thân, khuyến khích họ chia sẻ và lắng nghe, từ đó xây dựng sự thấu hiểu sâu sắc hơn. Tuần thứ hai, khả quan và tươi sáng hơn. Bước sang tuần thứ hai, tình hình sẽ dần khởi sắc hơn khi sao Thái Dương xuất hiện, mang lại ánh sáng và hy vọng. Công việc bắt đầu có dấu hiệu ổn định. Những khó khăn từ tuần trước đã dần được giải quyết.
Người Quý Sửu có thể nhận được sự ghi nhận từ cấp trên hoặc sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Đây là lúc họ cần thể hiện rõ ràng hơn khả năng lãnh đạo và tinh thần sáng tạo. Trong tài chính, mặc dù vẫn cần cẩn trọng, nhưng tuần thứ hai có thể mang lại những khoản thu nhập bất ngờ, giúp họ cải thiện tình hình tài chính. Tuy nhiên, dù có thuận lợi, người Quý Sửu không nên vội vàng tiêu xài phung phí mà cần giữ sự cẩn thận, đặc biệt trong việc ra quyết định đầu tư. Mối quan hệ gia đình trong tuần thứ hai cũng có dấu hiệu hòa hợp hơn. Những hiểu lầm từ trước sẽ dần được xóa bỏ và các thành viên sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thấu hiểu nhau hơn. Người Quý Sửu nên tranh thủ khoảng thời gian này để tổ chức những hoạt động vui vẻ cùng gia đình, giúp mọi người gắn kết và tạo thêm kỷ niệm đẹp. Sức khỏe của người tuổi Quý Sửu cũng có sự cải thiện rõ rệt sau những nỗ lực chăm sóc bản thân. Họ sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn và tinh thần cũng phấn chấn hơn. Tuy nhiên, vẫn cần duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh và tiếp tục tập luyện để giữ gìn sức khỏe lâu dài. Hai tuần đầu tháng 10 âm lịch sẽ là thời điểm nhiều thăng trầm cho người tuổi Quý Sửu. Dù phải đối mặt với những thử thách, nhưng điều quan trọng nhất là họ cần giữ vững tinh thần lạc quan và kiên định. Cuộc sống không ngừng thay đổi, nhưng chính từ những khó khăn, họ sẽ học được cách trưởng thành và phát triển bản thân. Hãy biến những thách thức thành động lực, biến những rào cản thành cơ hội để tiến xa hơn. Sự kiên trì và bản lĩnh sẽ giúp người tuổi Quý Sửu không chỉ vượt qua những khó khăn mà còn đạt được thành công trong tương lai. Tiếp tục là vận trình tử vi chi tiết 2 tuần cuối tháng 10 âm lịch của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Bước vào giai đoạn 2 tuần cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Quý Sửu sẽ cảm nhận rõ những chuyển biến lớn trong cuộc sống. Đây là thời điểm mà cả những thách thức lẫn cơ hội đều đang xen, do ảnh hưởng của cả các sao tốt và xấu. Chính vì vậy, vận trình cuộc sống sẽ được phân tích sâu hơn qua 4 khía cạnh chính: công danh, tài chính, gia đạo và sức khỏe, để từ đó giúp người Quý Sửu có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Tuần thứ 3, vượt qua thử thách để đón nhận cơ hội. Vào tuần thứ 3, người Quý Sửu sẽ cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi sao Thái Âm chiếu rọi, mang lại nguồn năng lượng tích cực. Tuy nhiên, đừng quá chủ quan vì những vấn đề tồn động từ các tuần trước vẫn có thể quay lại gây phiền toái. Trong công việc, họ sẽ phải đối diện với những áp lực, nhưng đừng quá lo lắng mà thay vào đó, hãy dùng sự kiên nhẫn để vượt qua. Đây là thời điểm quan trọng để hoàn thành những nhiệm vụ còn dang dở. Không nên để mọi thứ kéo dài thêm. Sự kiên trì chính là chìa khóa vàng. Người tuổi Quý Sửu cần giữ bình tĩnh, tránh xa những mâu thuẫn không cần thiết tại nơi làm việc. Hãy nhớ rằng, đồng nghiệp và cấp trên có thể là nguồn hỗ trợ quý báu. Bên cạnh đó, nếu có cơ hội tham gia vào các dự án mới, hãy tận dụng. Đây là lúc để họ thể hiện khả năng sáng tạo và lãnh đạo, từ đó ghi điểm trong mắt những người xung quanh. Tình hình tài chính trong tuần này khá bất ổn, sau kình dương báo hiệu về những chi phí phát sinh bất ngờ. Người Quý Sửu cần phải thận trọng trong việc chi tiêu. Việc quản lý tài chính cẩn thận không chỉ giúp họ tránh khỏi những khó khăn tài chính mà còn giữ được sự ổn định lâu dài. Đừng vội đầu tư vào những lĩnh vực mà mình chưa thực sự am hiểu, đặc biệt là những khoản lớn. Thay vào đó, nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm để đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Trong gia đình, mâu thuẫn có thể phát sinh giữa các thành viên. Đây không phải là lúc để đẩy căng thẳng lên cao, mà là thời điểm để người Quý Sửu trở thành người kết nối, mang lại hòa khí cho gia đình. Những cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp xóa tan mọi hiểu lầm. Hãy tổ chức các buổi họp mặt gia đình ấm cúng, như một bữa ăn tối hay chuyến đi chơi ngắn. Điều này sẽ giúp gia đình thêm gần gũi và hiểu nhau hơn. Tuần thứ tư, tỏa sáng và đón nhận thành công. Khi bước sang tuần cuối của tháng, sao Thái Dương xuất hiện sẽ mang đến sự may mắn, thổi một luồng sinh khí mới vào mọi mặt của cuộc sống. Những khó khăn dần tan biến,
mở ra cơ hội mới để người quý sửu vươn lên. Công việc trong tuần này sẽ có bước tiến rõ rệt, giúp họ tự tin hơn và sẵn sàng đón nhận thử thách. Đừng ngại ngần thể hiện tài năng của mình, bởi đây là thời điểm lý tưởng để ghi dấu ấn trong mắt cấp trên. Tài chính trong tuần thứ tư cũng có sự cải thiện. Những khoản thu nhập bất ngờ có thể giúp người quý sửu giải quyết được nhiều khó khăn trước đó. Tuy nhiên, vẫn nên giữ sự cẩn trọng trong chi tiêu. Đừng để bản thân bị cuốn vào việc tiêu xài hoang phí. Thay vào đó, hãy sử dụng những khoản thu nhập này một cách thông minh. Đầu tư vào những lĩnh vực an toàn hoặc tạo quỹ dự phòng cho tương lai. Gia đình trong tuần này sẽ êm ấm hơn. Các thành viên dường như dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn, nhờ vào sự thông cảm và quan tâm mà người quý sửu dành cho mọi người. Để duy trì sự hòa hợp này, họ nên tiếp tục dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tổ chức các hoạt động chung như đi chơi hoặc những buổi họp mặt. Những khoảnh khắc này sẽ giúp gia đình thêm gắn kết và tạo nên những kỷ niệm đẹp. Sức khỏe trong tuần này cũng có dấu hiệu tốt lên đáng kể. Sau những nỗ lực chăm sóc bản thân, người quý sửu sẽ cảm thấy khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, đừng quên duy trì thói quen tập thể dục và chế độ ăn uống lành mạnh. Các hoạt động nhẹ nhàng như yoga hoặc thiền sẽ giúp tinh thần họ thêm thư thái, tránh xa áp lực cuộc sống. Hai tuần cuối tháng 10 âm lịch mang đến cho người quý sửu nhiều thử thách nhưng cũng không ít cơ hội. Trong khi tuần thứ ba yêu cầu họ phải kiên nhẫn, khéo léo và nỗ lực để vượt qua những khó khăn còn tồn động, tuần thứ tư lại mở ra nhiều triển vọng mới đầy tích cực. Hãy luôn nhớ rằng, mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ là bước đệm để họ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Với sự kiên trì và quyết tâm, người quý sửu chắc chắn sẽ vượt qua mọi chông gai và đạt được những thành tựu lớn trong tương lai. Cuộc sống vốn dĩ là những chuỗi ngày thăng trầm, nhưng chính những biến cố và thử thách này sẽ là động lực giúp họ tiến xa hơn. Hãy nắm lấy cơ hội, sống với tinh thần lạc quan, mạnh mẽ và kiên định, và thành công sẽ đến với người tuổi quý sửu. Thưa quý anh chị thân mến, lời Phật dạy về hơn thua, càng khôn ngoan càng giỏi nhẫn nhịn. Câu chuyện Phật bỏ mặc kẻ chửi rủa mình. Thời Đức Phật có một số kẻ đối đầu. Họ không thích Ngài và có lần một thầy Bà La Môn lẻo đẻo theo sau chửi khi nhìn thấy Ngài. Nhưng Phật cứ vờ như không nghe và thông thả đi. Thầy Bà La Môn tức giận quá chặn Phật để vặn hỏi: Ngài Cô Đàm, Ngài có điếc không? Phật đáp: Không. Không điếc sao không nghe tôi mắng chửi mà không có phản ứng? Ta không biết việc mắng chửi của ông có liên hệ gì với ta đâu. Phật liền nói ví dụ như nhà ông có dỗ mời bà con quyến thuộc tới dự. Khi họ sắp về, ông gói quà bánh tặng. Những người ấy không nhận thì quà đó về ai? Ông Bà La Môn đáp: Nếu họ không nhận thì quà đó về tôi chứ ai? Phật bảo: Cũng vậy, ông chửi ta mà ta chẳng nhận thì những lời mắng chửi đó xin gửi lại cho ông. Bài học rút ra ở đây là chẳng cần cố gắng dùng lời nói để chứng minh mình đúng. Cho dù là phải đối mặt với lời phỉ báng hay bị người khác công kích, họ cũng có thể dùng hành động để chứng minh mình vô tội và trong sạch. Đừng cho rằng tranh hơn thua là hay vì chúng ta càng vướng vào phiền não. Rõ ràng nhẫn nhịn là điều hết sức quan trọng, không phải việc thường. Vì thế, chúng ta phải rèn luyện đức nhẫn nhịn mạnh mẽ. Như vậy việc làm mới thành công. Lời Phật dạy về hơn thua. Chúng ta đều hiểu rằng những đấu đá, hơn thua đều mang lại kết cục không tốt đẹp. Thế nhưng không phải ai cũng có thể kiềm chế bản thân, lấy nhu thắng cương. Do đó, theo lời răn dạy của Phật, chúng ta phải biết kiềm chế bản thân. Lửa nào bằng lửa tham, thấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Chúng ta sống ở cõi ta bà này, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn một ngày ba bữa.
có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian. Báo vật trăm xe ngựa trong lòng vẫn có buồn phiền. Quan to lộc hậu cũng là đi làm hàng ngày. Vinh hoa phú quý cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá, chỉ khiến chúng ta hao tâm tổn trí, cuối cùng mang theo được những gì. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau đều là kết quả của sự tranh giành. Công khai tranh giành, âm thầm tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ, hôm qua tranh giành, hôm nay tranh giành. Rốt cuộc, suy cho cùng, tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm ích kỷ mà thôi. Cuộc sống hiện tại, chúng ta hay chê bai nhau rằng nếu không biết tranh giành lợi ích, địa vị, tiền tài vật chất thì là người ngốc, si đần. Thế nhưng theo lời răn của Phật, bạn sẽ nhận ra rằng tranh cãi với vợ chồng, nếu bạn thắng thì tình cảm nhạt phai. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên thấy cảnh người vợ không thuận lợi trong công việc liền mượn cớ phát sinh bực tức, cáu giận với người chồng. Người chồng vì thể diện của bản thân mà trước mặt bạn bè, người ngoài sai khiến người vợ. Người vợ không chịu được cảnh ấy và thế là mối quan hệ êm đẹp trở nên bất hòa. Con bất hòa với cha mẹ vì tranh thắng thua. Hiểu đức sinh thành của cha mẹ, chúng ta sẽ nhận ra rằng chỉ có chúng ta chỉ cần đừng tranh giành thắng thua với cha mẹ. Đó mới là sự hiếu thảo lớn nhất. Tranh cãi với bạn hữu, nếu bạn thắng thì bạn hữu dần xa, chẳng phải ngẫu nhiên mà ta hợp với ai đó. Bạn bè cũng vậy, nếu có duyên gặp gỡ thì nên trân trọng tình cảm của nhau. Hơn thua với khách hàng để làm gì, vì nếu bạn thắng thì cũng mất khách hàng. Tranh cãi với đồng nghiệp, nếu bạn thắng thì đồng nghiệp xa dần. Một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay thì hạnh phúc sẽ mất đi. Tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại. Những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được sẽ khiến tâm bất an. Nhưng người xưa tin rằng những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ mà có. Tranh giành chỉ làm tổn hại đến người khác và tổn đức của bản thân mà thôi. Một khi tấm lòng rộng mở hơn thì bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn. Bớt hơn thua để hạnh phúc đến gần ta hơn. Theo lời Phật dạy về hơn thua, bạn cần ghi nhớ một điều rằng, để giảm bớt tranh giành hãy quan niệm người nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được rồi. Người xấu hay đẹp, vừa mắt là được rồi. Người già hay người trẻ, khỏe mạnh là được rồi. Gia đình giàu có hay nghèo túng, hòa thuận là được rồi. Chồng về sớm hay về muộn, có về là được rồi. Người vợ phàn nàn nhiều hay ít, lo việc nhà là được rồi. Con cái dù làm tiến sĩ hay bán hàng ngoài chợ cũng được, an tâm là được rồi. Nhà to hay nhà nhỏ có thể ở được là được rồi. Trang phục có thương hiệu hay không, có thể mặc được là được rồi. Ông chủ không tốt, có thể chịu được là được rồi. Hết thảy phiền não, có thể giải được là được rồi. Cả đời người, bình an là được rồi.